cháu đi lên rồi là hai ba mươi mấy người bây giờ đây là 50 ngàn nhưng mà nó vẫn đang học tiếp nhà mới về đi bà Kim về ok đó. Và tất cả các anh em trong hội mày hội nhau đã có tinh thần cố gắng để làm việc thực sự tốt trong sứ đạo để chúng ta có nghe lời trong phúc âm có lời nói rằng hãy dùng cồng la trống chiêng rồi nghĩa là tất cả sáu nghĩa là nói chung rằng các cái âm thanh dù là nó ngọt ngào hay nó chối tai hay là nó không được hòa hợp cũng vẫn tấu lên để mừng Chúa. Ai chỗ đây hội chống chúng ta là một hội rất là lớn tiếng kêu gọi mọi người khi mà có tiếng trống lên thì cố gắng nhưng mà phải nghe tiếng trống để mà tới thánh đường để làm việc thờ phượng Chúa. Khác nhau đây, cảm ơn tất cả các anh em và cầu chúc anh em hôm nay chúng ta đã nhận quan thầy thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ làm quan thầy của chống chúng ta. Phải công nhận thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là những người đi đầu của giáo hội, dẫn đầu của giáo hội. Thế thì chúng ta cũng theo cái thầy và chúng ta cũng dẫn đầu các đoàn rước trong những cái việc phục vụ và cũng trong tất cả cái đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng cố gắng để mà cho vâng các ngài dẫn đầu trong các công việc đạo đức của chúng ta. Đây cái băng gia đình đấy là một vài ý tưởng của tôi. Xin rất cảm ơn các quý vị, sau đó cảm ơn tất cả các anh em và các thiện chí của tất cả các anh em. Và sau đó cũng xin cảm ơn hai anh trong cuộc về thăm gia đình trong dịp gần Chúa Giáng sinh này mà lại bớt chút thì giờ tới tham dự và chúc mừng cho hội chống chúng tôi. Chúng tôi xin cầu chúc các anh được vui vẻ trong những ngày về thăm gia đình. Và sau nữa khi các anh có lên đường qua hải ngoại cũng cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi và cầu chúc tất cả các anh em ở bên đó, cũng như là các anh em là cựu của hội chống trước đây, cũng có nhiều anh em đã sang tới bên đấy rồi. Cháu kiểu đấy chứ. Rồi thăm hỏi và chào mừng tất cả. Tôi xin hết lời. Đó thì cũng là nhân viên là nhân viên của cháu là cây mõ thì hôm nay trước khi đi thì không ngờ có một ngày gặp lại như ngày hôm nay có của ông này này không ngờ có hôm nay thì hôm nay là có một ngày vui mừng ngày hôm nay cho cháu với Cương gặp tất cả các ông chủ nhiệm nhầm đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất gặp lại tất cả. Anh Vũ và anh Vương về thì tất cả anh em cộng đồng bên đó có gửi riêng cho ban trọng tỉnh 100 đô xin các vị riêng hai anh Phú và Phương đang chuẩn bị nhưng không biết bao nhiêu nhưng mà chúng ta cũng có anh. Nhưng mà bây giờ tiền này chảy quá khó đến thì xin là một to thơ. Đây anh nào cần biết nghe tên ạ. Và cũng xin cần yểm trợ sau này nữa chứ không phải mình này. Với Trung Bắc với anh Trung Bắc á, với lại mình á là cái thời gian là giao thời á thì hai người á là có một cái sự anh em vui vẻ gặp gỡ cũng như là giao tiếp với nhau trong hai khóa luôn biết. Nhưng mà bây giờ Trung Bắc xa rồi, giờ nhân tiếp mình đấy về thì có là em bác không? Và chú đây là gia đình này không? Chưa là hai chú cháu mình cũng đi này á, gửi Trung Bắc không? Đó, gửi Trung Bắc này là coi như con máy hiện họ ở đây đây, thấy không? Máy chung nó đây tôi cũng đại diện cho anh Trung Bắc cũng đang ở đây với mình tại nhà đây tôi cũng đại bày mặt cho anh Bắc cùng với anh em ở đây tôi cũng là cố vấn của cái ban tùng của anh Nguyễn Thống của hai cái ban trùng nhưng mà cái máy đầu tiên bằng cái này tôi không quên mặt lại cái không mặt đó. Xin chào các bạn. Chúng bác nhớ nhá, bữa nay anh em nhắc nhở chúng bác nhiều đấy, nhưng nhắc đừng có quên nha.